Thưa quý vị, liên kết chuỗi trong sản xuất lúa gạo đó là một trong những vấn đề nổi bật vừa được các đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan, và đó cũng là chủ đề của tâm điểm kinh tế ngày hôm nay. Trong khi giá gạo trên thị trường quốc tế liên tục tăng lên, thì hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam lại không có hàng để xuất. Đó là một nghịch lý ở đất nước sản xuất tới hơn 40 triệu tấn gạo, mà nhu cầu nội địa chỉ khoảng hơn 20 triệu tấn mỗi năm. Hiện tượng đầu cơ, găm hàng, chờ giá một mặt là vấn đề của khâu lưu thông, nhưng mặt khác cho thấy các chuỗi liên kết ngành hàng lúa gạo còn quá ít, quá yếu. Thưa quý vị, ngay khi giá gạo trên thị trường thế giới tăng, cũng là lúc hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó trong thu mua. Những khó khăn này sẽ không xảy ra hoặc xảy ra ở mức độ ít nghiêm trọng hơn nếu như có những chuỗi liên kết lớn hơn, chặt chẽ và bền vững hơn. Có thể nói, xây dựng và phát triển chuỗi liên kết là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ngành hàng lúa gạo hiện nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, hiện chỉ có khoảng 20% diện tích trồng lúa nằm trong chuỗi liên kết ngành hàng, trong đó không phải chuỗi nào cũng bền vững. Nguyên nhân là tập quán hoạt động manh mún nhỏ lẻ của người nông dân đã có từ lâu đời. Trong khi ở nhiều chuỗi liên kết, sự phân chia lợi ích giữa các khâu, các công đoạn vẫn chưa thực sự hài hòa. Cái câu chuyện là được nguồn mức giá, thấy cái câu chuyện là nông dân bội tín với doanh nghiệp, thấy là câu chuyện là doanh nghiệp bỏ cọc hay thương lái bỏ cọc để mà bỏ lúa giữa đồng. Chúng ta thấy rằng cái phần lúa gạo những ngày gần đây sốt giá, nó gây ra rất là nhiều cái vấn đề. Không chỉ gây ra những vấn đề về lưu thông, phân phối, việc sản xuất manh mún nhỏ lẻ còn gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, nâng cao chất lượng lúa gạo và nâng cao giá trị của tất cả các khâu, các công đoạn trong ngành hàng lúa gạo. Chỉ có liên kết với nhau thì chúng ta mới nâng cao được cái chất lượng của nông sản chúng ta. Và chúng ta chuyển từ cái sản phẩm nông nghiệp thành một cái thương phẩm, tức là chúng ta đảm bảo cái yêu cầu, cái chuẩn mực của thị trường. Chúng ta cũng không thể nào số hóa với cái điều kiện manh mún nhỏ lẻ tự phát. Chỉ khi nào vào chuỗi, chỉ khi nào hợp tác xã đủ mạnh thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành số hóa. Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trình Chính phủ đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, trong đó khuyến khích doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, đầu tàu trong phát triển chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Cái đề án 1 triệu hecta là một cái đề án đầu tiên bắt đầu chúng ta thực hiện, và cũng có thể nói là đầu tiên trên thế giới chúng ta thực hiện và được thế giới đóng góp đánh giá rất cao, và cái sự cam kết ủng hộ của nhiều tổ chức quốc tế tạo ra một cái sự liên kết chặt chẽ liên tục từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, từ đó tạo ra cái sự phân phối lợi nhuận, lợi ích, lợi nhuận từ ngành lúa gạo một cách hài hòa giữa nông dân sản xuất cũng như các doanh nghiệp. Cái nữa là chúng ta tạo ra những cái liên kết sản xuất, tổ chức sản xuất để chúng ta có những cái sự thích ứng bền vững về nguồn hàng ổn định hơn. Thưa quý vị, có thể thấy việc phát triển chuỗi liên kết ngành hàng lúa gạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ công tác tổ chức chuỗi trong ngành nông nghiệp, ngành công thương cho tới cả nhận thức của người trồng lúa. Hy vọng với mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ 1 triệu hecta lúa chất lượng cao mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra sẽ tạo ra được một cú hích trong công tác xây dựng chuỗi liên kết lúa gạo, từ đó lan tỏa, làm thay đổi cơ bản tình trạng liên kết lỏng lẻo trong ngành hàng lúa gạo hiện nay.